nhờ có thiết bị công nghệ thông minh VAR, bóng đá trở nên công bằng hơn. Nhờ có công ty công nghệ thông minh VHC, ngôi nhà của bạn trở nên tiện nghi hơn. Công ty cổ phần công nghệ thông minh VHC chuyên cung cấp lắp đặt camera, thiết bị mạng, thiết bị nhà thông minh, điện năng lượng mặt trời và thiết kế xây dựng nhà trọn gói tại Quảng Ngãi, các tỉnh khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam. Hotline 0843 007676. Xin chào toàn thể anh em đồng bóng thân thương đang theo dõi cảm show. Nhưng ta thấy nước Mỹ với họ thì bóng đá không phải là môn thể thao vua. Tuy nhiên mà một khi mà họ đã chơi bóng đá thì họ cũng phải chơi khác người. Trong đó có những loạt penalty. Tôi tin chắc là trong số nhiều anh em cũng đã xem những cái loạt penalty kiểu Mỹ rồi. Còn với những anh em nào mà chưa xem thì hôm nay sẽ được mở mang tầm mắt. Nó lạ lắm, nó độc lắm. Euro 2020 lần này có rất nhiều trận đấu quan trọng buộc phải phân định bằng loạt suất luân lưu. Và hãy thử tưởng tượng xem, nếu như penalty kiểu Mỹ được đưa vào áp dụng sâu rộng ở trong thế giới bóng đá thì liệu là Lionel Messi có thất bại trước Chile sau rất nhiều loạt penalty ở Copa America? Mbappe có đá học cái cú đá quyết định hay những Sancho, Rashford, Bukayo Saka có chiến thắng được Donnarumma? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem lịch sử ra đời, hình thành và phát triển cũng như tàn lụi kết thúc của penalty kiểu Mỹ. Từ trước đến nay, thể thao Mỹ luôn đi theo hướng khác biệt so với phần đông trên thế giới. Tất cả các môn thể thao của đất nước này đều dị ứng với những tỷ số hòa. Họ không muốn hai đội sau thời gian dài tranh tài quyết liệt để rồi cuối cùng phải bắt tay nhau mà không bên nào có được phần thắng. Điều này đã xảy ra ở môn bóng đá từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Đó là tại giải bóng đá Bắc Mỹ, các đội bóng thay vì chia điểm với nhau sẽ phần thắng bại bằng loạt penalty. Nhưng đây là penalty kiểu Mỹ. Loạt đá penalty không hề giống với những kiểu sút 11m thông thường. Chúng ta hãy cùng quay trở lại giải bóng đá Bắc Mỹ NASL trong những năm 1970 đến 1980 và sau đó được đổi tên thành giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS trong 4 mùa giải từ năm 96 đến năm 99 đã thử nghiệm với một biến thể mới của cách thức đá luân lưu trong những trận đấu bóng đá. Khi người hâm mộ nhớ về những ngày đầu của giải bóng đá Bắc Mỹ, ký ức thường được nhắc lại nhiều nhất vẫn là những loạt sút luân lưu đầy đặc biệt theo một cách chẳng giống ai. Đó chắc chắn là một nét chấm phá đặc biệt đối với làng túc cầu. Đá luân lưu truyền thống sẽ gồm các quả đá phạt luân phiên của mỗi đội từ vị trí cách khung thành 11m có một chấm đá phạt. Người sút sẽ được chạy một đoạn ngắn và dứt điểm. Thủ môn, người phải đứng trên vạch vôi, cố gắng cản phá cú sút về từ vị trí đứng ban đầu. Thế nhưng với bóng đá tại Mỹ, họ không muốn áp dụng thể thức truyền thống như vậy. Thay vì đá 11m bình thường, loạt đá luân lưu kiểu Mỹ sẽ được thực hiện cách khung thành 35m hoặc 32m và có 5 giây để một người thực hiện một cú sút. Trọng tài sẽ thổi còi để báo hiệu cho cầu thủ tấn công bắt đầu di chuyển về phía khung thành. Cầu thủ dứt điểm có thể thực hiện nhiều động tác nhất có thể trong một tình huống dài 5 giây, sau đó cố gắng thực hiện một cú sút. Thể thức này được sử dụng tương tự trong một cú sút phạt của môn khúc côn cầu trên băng. Giống như với một loạt đá luân lưu tiêu chuẩn trong bóng đá, biến thể này sử dụng thể thức mỗi đội sẽ đá 5 quả đá mặc định và nếu tỷ số vẫn bằng nhau, mỗi đội sẽ được cộng thêm một lần sút cho đến khi nào phần quả chênh lệch và phân định được thắng bại. Rê bóng xung quanh, tân bóng quả đầu cũng được hoặc dứt điểm ngay là những chiến thuật phổ biến với những cầu thủ tấn công khi đá penalty kiểu Mỹ. Và không giống như những loạt luân lưu truyền thống, thủ môn không bắt buộc phải đứng yên một chỗ, họ được phép ra vào khung thành thoải mái, đối mặt với cầu thủ tấn công ở bất kỳ vị trí nào mà mình cảm thấy phù hợp, miễn là khi cầu thủ đối phương bắt đầu pha tấn công. Tuy nhiên, trong các trận đấu tại NASL hay sau này là MLS, mỗi khi đội tấn công bị phạm lỗi trong khu vực 16m50, nhưng quả phạt đền truyền thống vẫn sẽ được áp dụng mỗi khi trọng tài bắt lỗi. Và NASL cũng như MLS chỉ áp dụng loạt đá luân lưu kiểu Mỹ mỗi khi trận đấu cần được phân định thắng thua. Soccer Bowl năm 81, trận chung kết vô địch năm 1981 của NASL đã có lần đầu tiên được giải quyết bằng kiểu luân lưu theo thể thức kiểu Mỹ. Từ khi thành lập vào năm 1968, giải bóng đá vô địch Bắc Mỹ NASL đã sử dụng một hệ thống tính điểm độc đáo để xác định bảng xếp hạng giải đấu. Các đội được 6 điểm cho một trận thắng, 3 điểm cho một trận hòa và 0 điểm cho mỗi thất bại. Ngoài ra, các đội bóng cũng sẽ kiếm được một điểm thưởng cho mỗi bàn thắng ghi được trong một trận đấu và tối đa là 3 điểm mỗi trận. Như vậy, đội nào thua với tỷ số 3-5 sẽ kiếm về được 3 điểm. Tuy nhiên, một đội thua 0-1 sẽ không kiếm được điểm nào. Ngoài ra, một đội thắng 5-4 sẽ kiếm được đến 9 điểm, tương tự là một trận thắng 3-0. Nhưng, một đội thắng 2-0 sẽ chỉ kiếm được 8 điểm. Trong mùa giải thứ hai của NASL,
câu lạc bộ Kansas City Spurs là nhà vô địch giải đấu với 10 trận thắng, 2 trận thua và 4 trận hòa. Mặc dù Atlanta Sharks có 11 trận thắng, 2 trận thua và 3 trận hòa, vì Kansas City kiếm được nhiều điểm hơn đối thủ bằng những bàn thắng ghi được. Bắt đầu với các trận đấu playoff tại mùa giải 1971, NASL đã sử dụng quy tắc bàn thắng vàng và mỗi trận đấu đều sẽ tìm ra được người chiến thắng. Hiệp phụ sẽ được chia thành các phiên kéo dài 15 phút trước khi nghỉ giải lao ngắn và sẽ tiếp tục đá như vậy đến khi nào tìm ra đội thắng, tương đối giống với thể thức hiệp phụ của NBA. Trận 1 của loạt trận bán kết NASL năm 1971 giữa Rochester Lancers và Dallas Tornado đã trải qua đến 6 hiệp phụ khi mà Rochester ghi bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút 176. Năm 1977, NASL đã áp dụng quy trình đá luân lưu kiểu Mỹ cho các trận đấu. Nếu một trận đấu hòa nhau sau 90 phút thì sẽ có tối đa 2 hiệp phụ, mỗi hiệp diễn ra 7 phút rưỡi. Nếu không có đội nào ghi bàn, sẽ tiến hành đá luân lưu để xác định đội thắng. Theo đó, một đội thắng được thưởng 6 điểm cho dù trận thắng đó diễn ra trong thời gian quy định, hiệp phụ hay đá luân lưu. Điểm thưởng tiếp tục được trao cho mỗi bàn thắng ghi được, tối đa là 3 bàn mỗi trận. Không có điểm thưởng nào được trao cho các bàn thắng được ghi trong hiệp phụ. Đến năm 1981, số điểm được trao cho một đội thắng phải được phân định bằng loạt đá luân lưu, đã giảm từ 6 xuống 4 điểm. Hệ thống này vẫn được duy trì cho đến mùa giải cuối cùng của NASL là năm 1984. Cho đến năm 1996, khi mà giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS được khai sinh, giải đấu này cũng giống như người tiền nhiệm NASL đã nghĩ rằng họ cần phải Mỹ hóa một bóng đá để khiến nó trở nên hấp dẫn hơn với người hâm mộ thể thao tại Mỹ. Và người hâm mộ thể thao Mỹ ghét điều gì hơn tất cả? Đó là một trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Hãy nhìn vào những môn thể thao phổ biến ở Mỹ đi. Bóng rổ có thời gian bù giờ để giải quyết đội thắng thua. Bóng chày có độ dài đến mức vô lý để tránh các trận đấu phải rơi vào kết quả hòa, bao gồm cả việc kéo dài trận đấu với số lượng hiệp phụ không giới hạn, có thể tăng gấp đôi thời lượng của một trận đấu. Bóng bầu dục cũng chẳng khác là bao. Tuy nhiên, khác với ba bộ môn thể thao trên, các trận đấu bóng đá thường kết thúc với tỷ số hòa. Điều đó không phù hợp với người Mỹ, hoặc chính những người đứng đầu MLS cũng nghĩ vậy. Giải pháp của họ là hãy kết thúc mọi trận đấu bằng một loạt suất luân lưu. Nhưng đó không phải là kiểu đá luân lưu truyền thống, bởi họ là người Mỹ mà, và họ cần phải tạo ra cái gì đó khai sáng và khác biệt so với thế giới. Chính vì lẽ đó, MLS quyết định họ sẽ hồi sinh lại những loạt suất luân lưu kiểu Mỹ và được ví von như là kiểu miền Tây hoang dã đã từng xuất hiện tại NASL. Nếu một trận đấu hòa trong 90 phút bóng lăn, sẽ không có bất kỳ hiệp phụ nào cả, dù đó có là trong mùa giải hay là vòng playoff. Thay vào đó, các đội sẽ tiến thẳng đến loạt suất luân lưu kiểu Mỹ. Ngoại lệ duy nhất là trận chung kết MLS Cup, nơi có hai hiệp phụ kéo dài 15 phút, sau đó mới cần đến loạt đá luân lưu. Trong tổng số 11 trận playoff MLS trong 4 năm, loạt đá luân lưu được sử dụng để phân định kết quả, cũng như đi kèm đó là hàng chục trận đấu trong mùa giải chính. Tuy nhiên, sự thay đổi lớn đã diễn ra vào năm 2000, khi MLS quyết định bỏ hoàn toàn loạt đá luân lưu kiểu Mỹ. Ở thời điểm hiện tại, MLS tuân thủ những quy tắc do Hội đồng Liên đoàn bóng đá quốc tế đưa ra. Các trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, và nếu cần đá luân lưu ở vòng loại trực tiếp, chúng được thực hiện theo cách truyền thống. Lý do dẫn đến việc MLS phải thay đổi là để họ trở nên đồng nhất với phần còn lại của thế giới. Những người đứng đầu MLS muốn có một giải đấu đồng nhất với những giải đấu khác trên thế giới, nơi mà họ sẽ gây dựng tên tuổi mà không cần bất kỳ một bánh lưới quảng cáo nào để người hâm mộ chú ý. Một lý do khác, việc MLS loại bỏ thể thức đá penalty kiểu Mỹ đến từ nguy cơ chấn thương. Sau 4 năm thử nghiệm đá penalty kiểu Mỹ, các thống kê đã chỉ ra rất rõ, hai cầu thủ tấn công và thủ môn thường xuyên lao vào nhau như vậy thì càng nhiều cơ hội dẫn đến kết quả tiêu cực, cụ thể là thẻ đỏ và chấn thương. Và tất nhiên, những kết quả đó đều chẳng có lợi cho đội bóng nào cả. Một lý do cuối cùng là loạt luân lưu kiểu Mỹ ảnh hưởng đến lối chơi trên sân, đặc biệt là về mặt chiến thuật. Vào cuối mùa giải 99, tỷ lệ các trận đấu kết thúc bằng loạt đá luân lưu đã tăng lên con số khổng lồ là 30%. Nếu mục tiêu của giải đấu là kết thúc các trận đấu để tìm ra đội chiến thắng, thì các đội sẽ bố trí phòng thủ thật chắc chắn để đảm bảo một trận hòa và tận dụng cơ hội của mình bằng kiểu sút luân lưu. Chắc chắn, chiến thuật phòng ngự một cách tiêu cực sẽ khiến người xem phải ngao ngán, bởi chẳng ai muốn dành thời gian cho một trận đấu thiếu chuyên môn và không có tính công hiến chán ngắt. Huống gì, nó sẽ được diễn ra hàng tuần và xuyên suốt cả mùa giải. Chính vì lẽ đó, quyết định cuối cùng đã được đưa ra và đá luân lưu theo kiểu Mỹ chính thức bị MLS hủy bỏ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, đã có những ý kiến xem xét đến việc
đưa phong cách đá luân lưu kiểu Mỹ trở lại với bóng đá hiện đại. Huyền thoại người Hà Lan cũng như giám đốc kỹ thuật FIFA giai đoạn 2016-2018 Marco van Basten đã cho biết FIFA đang xem xét để mang thể thức đá penalty kiểu Mỹ vào vòng loại trực tiếp của các kỳ World Cup sắp tới. Cụ thể là trong các trận đấu tại World Cup 2026 được đồng đăng cai bởi 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico. Thật khó để tưởng tượng cảnh đá luân lưu kiểu Mỹ được áp dụng vào các trận đấu trong một kỳ World Cup. Và nếu thực sự điều đó trở thành sự thật, đó sẽ là những trải nghiệm vô cùng đặc biệt mà người Mỹ mang lại cho thế giới bóng đá. Bởi suy cho cùng, World Cup 2026 sẽ được diễn ra tại Mỹ, nơi đã khai sinh ra cách đá penalty đậm chất giải trí, đầy phóng khoáng và cũng chẳng giống ai này. Thế nhưng, nếu xét trên phương diện số đông để được chấp thuận, thể thức hoàn toàn mới này, chúng ta sẽ phải cần thêm thời gian để FIFA có thể đưa ra một thông điệp chính thức. Còn với riêng anh em có thích bóng đá bây giờ đổi sang hoàn toàn là penalty kiểu Mỹ hay không? Hãy để lại kiến của mình bên dưới nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.